Đội tuyển Việt Nam tiếp tục cho Thái Lan hít khói trên bảng xếp hạng FIFA. Theo bảng xếp hạng FIFA mới được công bố, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á trong năm 2022. Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, đã cập nhật bảng xếp hạng mới nhất của các đội tuyển Nam. Theo đó, đội tuyển Việt Nam được cộng 1.98 điểm và giữ vững vị trí 96 trên bảng xếp hạng FIFA. Đáng chú ý, đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp đoàn quân áo đỏ lọt top 100 đội bóng có thứ hạng cao nhất thế giới. Trước đó, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam lần lượt là 100, 94, 93 và 98. Hiện đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đang đứng thứ 17 ở châu Á và số 1 tại Đông Nam Á. Trong khi đó, các đội tuyển khác trong khu vực đều xếp ngoài top 100, lần lượt là Thái Lan, hạng 111, Philippines, hạng 134, Malaysia, hạng 145 và Indonesia, hạng 151. Sau World Cup 2022, các vị trí trên bảng xếp hạng FIFA cũng đã có sự xáo trộn đáng kể. Cụ thể, ba đội bóng châu Á gây ấn tượng mạnh khi vào đến vòng mùng 1 tháng 8 là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia lần lượt được cộng 33.54, 9.19 và 42.25 điểm, xếp thứ 20, tăng 4 bậc, 25, tăng 3 bậc và 27, tăng 9 bậc thế giới. Tại nhóm đầu, Brazil vẫn giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng dù bị loại từ vòng tứ kết World Cup 2022. Trong khi đó, Argentina, Pháp, Bỉ và Anh lần lượt đứng ngay phía sau. Sau chiến tích vào đến vòng bán kết tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Maroc đã tăng tới 11 bậc và leo lên đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.